có rất nhiều hiện tượng, sự cố hàng không lớn đã xảy ra trên khắp thế giới. Cho dù hàng chục năm trôi qua, nhưng đến nay vẫn còn là những bí ẩn lâu dài, không thể tìm ra lời giải đáp. Một, MH370, chuyến bay đêm bí ẩn. Mọi manh mối đều dẫn đến khả năng ở một nơi nào đó sâu trong lòng đại dương, xác MH370 và hài cốt của hành khách vẫn được chôn cất, chờ được khám phá. Sự biến mất của MH370 khoảng 8 năm trước với 290 người trên máy bay là một trong những bí ẩn hàng không lớn nhất thế giới. Vào ngày 8 tháng 3 năm 2014, một chiếc máy bay Boeing 777-200ER của hãng hàng không Malaysia đã biến mất cùng với hành khách và phi hành đoàn. Chuyến bay MH370 từ sân bay quốc tế Kuala Lumpur đến Bắc Kinh đã mất liên lạc với kiểm soát không lưu 38 phút sau khi cất cánh. Nó đã được theo dõi bởi radar quân sự trong một giờ nữa, nhưng không có tin tức gì kể từ đó, mặc dù đã có các hoạt động tìm kiếm quy mô nhất và tốn kém nhất trong lịch sử ngành hàng không. Máy bay hoặc tàu biển mất liên lạc với ATC hoặc biến mất khỏi radar không phải là hiện tượng hiếm gặp. Điều đặc biệt về sự cố MH370 là hoàn toàn không có bất kỳ dấu vết vật lý nào của máy bay, các bộ phận của nó hoặc những người ngồi trong máy bay. 8 năm trôi qua, bất chấp nhiều giả thuyết được đưa ra, những trò lừa bịp trên mạng xã hội và giải thuyết vụ tai nạn, mọi bằng chứng thực tế về chiếc máy bay và hành khách trên chuyến bay vẫn còn là điều khó nắm bắt. Máy bay MH370 đã đi đâu? Nếu MH370 bị rơi, các mảnh vỡ và những gì còn lại của những người trên máy bay sẽ ở đâu? MH370 có bị cướp không? Có liên quan đến người ngoài hành tinh hay không? Đây là một số câu hỏi nảy sinh trong quá trình điều tra. Một trong những giải thuyết hợp lý nhất là MH370 đã lao xuống đại dương. Có linh cảm rằng nhiều nhiệm vụ điều tra đang hoạt động nhưng trở ngại chính là vị trí. Mặc dù toàn cầu được vệ tinh GPS và bản đồ bao phủ nhưng không thể xác định được vị trí của chiếc máy bay xấu số. Các nỗ lực tìm kiếm ban đầu tập trung vào vịnh Thái Lan và Biển Đông, được kéo dài đến eo biển Malacca và sau đó đến biển Andaman. Sau khi các báo cáo nhìn thấy và phân tích kỹ thuật, cuộc tìm kiếm ở Ấn Độ Dương có sự tham gia của 19 tàu và 345 người trên một khu vực rộng 4,6 triệu km2. Sau đó, xuất hiện các báo cáo dựa trên dữ liệu vệ tinh rằng MH370 có thể đã bay liên tục trong 6 giờ sau khi nó được tìm thấy trên một radar quân sự của Malaysia. Trọng tâm được chuyển sang phía nam Ấn Độ Dương, cách Perth, Úc, khoảng 2.000 km về phía tây. Hình ảnh vệ tinh của khu vực cho các ngày có khả năng đã được phân tích và hai trường mảnh vụn có thể đã được xác định. Tuy nhiên, máy bay hoặc tàu cứu hộ không thể tìm thấy bất cứ thứ gì liên quan đến MH370 trong khu vực. Mảnh vỡ có thể có. Khoảng 20 mảnh vỡ được cho là của chiếc máy bay xấu số đã được trục vớt từ các bãi biển khác nhau ở phía Tây Ấn Độ Dương. 18 trong số đó được xác định là rất có thể hoặc gần như chắc chắn có nguồn gốc từ MH370. Chúng bao gồm cánh phải của máy bay, bộ ổn định ngang và có thể là một phần của cánh phải của máy bay. Sự kiện trên chuyến bay cũng có những giả thuyết về các sự kiện có thể xảy ra trên chuyến bay có thể dẫn đến vụ tai nạn. Những điều này bao gồm từ việc ngắt điện đến sự kiện thiếu oxy, sự tham gia của hành khách hoặc phi hành đoàn, với thậm chí cả cơ trưởng Rarai đã được báo cáo trên phương tiện truyền thông là nghi phạm chính trong cuộc điều tra. Tuy nhiên, các cuộc điều tra sau đó không tìm thấy kết luận nào. Mọi manh mối đều dẫn đến khả năng ở một nơi nào đó sâu dưới lòng đại dương, xác máy bay và hài cốt của những người trên máy bay vẫn được chôn cất, chờ được khám phá. Điều đó càng trở nên khó khăn hơn với mỗi ngày trôi qua và đối với gia đình của 290 người trên chiếc máy bay mất tích, sự thật về số phận của những người thân của họ vẫn còn rất xa vời. 2. Tam giác quỷ Bermuda. Trong 200 năm qua, 50 con tàu và 20 máy bay được cho là đã biến mất không dấu vết ở tam giác quỷ Bermuda hay còn gọi là tam giác quỷ. Khu vực này không xuất hiện trên bất kỳ bản đồ thế giới được công nhận nào. Làm thế nào mà nó có được hình ảnh đáng sợ đó? Đầu tiên là địa lý, khu vực này nằm ở Đại Tây Dương, nói chung được bao bọc bởi Miami phía Tây, Bermuda phía Bắc và Puerto Rico phía Đông Nam. Một khu vực hình tam giác khổng lồ có diện tích lên đến 3.900.000 km2. Đây cũng là vị trí của điểm sâu nhất ở Đại Tây Dương, độ sâu Milwaukee 8.380 m. Năm 1864, Vincent Grandis lần đầu tiên sử dụng cụm từ tam giác quỷ Bermuda trong một bài báo để mô tả một khu vực đã phá hủy hàng trăm con tàu và máy bay không dấu vết trong khoảng 200 năm. Ít nhất, hai sự cố trong khu vực liên quan đến tàu quân sự của Mỹ. Vào tháng 3 năm 1918, tàu đổ bộ USS Cyclops biến mất bên trong tam giác quỷ Bermuda, không có lời giải thích nào được đưa ra và không có mảnh vỡ nào được tìm thấy cho đến tận ngày nay. Năm 1945,
một phi đội máy bay ném bom được gọi chung là chuyến bay 19 đã biến mất trong vùng trời tam giác quỷ. Hải quân Mỹ phát động các nỗ lực tìm kiếm không thành công, không có mảnh vỡ hoặc thi thể nào được tìm thấy cho đến năm 2021. Charles Bennett đã phổ biến thuật ngữ này trong cuốn sách bán chạy nhất năm 1974 của ông. Tam giác quỷ Bermuda, ông cho rằng những điều kỳ lạ ở tam giác quỷ bằng cách nào đó có liên quan đến hòn đảo huyền thoại Atlantis đã bị biến mất. Ngoài ra, người ta cho rằng một số loại quái vật biển đứng đằng sau những sự kiện không giải thích được này. Sóng dữ, các nhà khoa học cho biết đó là một loại quái vật khác đang hoạt động, đó là quái vật sóng. Một dòng hải lưu được gọi là dòng chảy vịnh gây ra những thay đổi lớn về thời tiết địa phương đi qua khu vực này. Nó phù hợp với những con sóng dữ dội khổng lồ có thể cao tới 100 feet. Con sóng lớn nhất được ghi nhận là trận sóng thần cao 100 feet ở vịnh Lituria ở Alaska năm 1958. Các mô phỏng cho thấy rằng ngay cả một con sóng cao 50 feet cũng đủ để đánh chìm các tàu đáy phẳng, giống như các tàu hải quân Mỹ đã biến mất trong khu vực. Tuy nhiên, lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ cho biết không có gì đặc biệt nguy hiểm về tam giác quỷ Bermuda. Đại dương luôn là một nơi bí ẩn đối với con người. Cơ quan đại dương quốc gia Mỹ tuyên bố, khi thời tiết xấu hoặc điều hướng kém, nó có thể là một nơi rất nguy hiểm. Điều này đúng trên toàn thế giới, NOS tuyên bố. Cho đến ngày nay, vẫn chưa xác định được chính xác số lượng tàu và máy bay đã biến mất ở tam giác quỷ Bermuda. Các mảnh vỡ của nhiều tàu và máy bay được thông báo mất tích trong khu vực vẫn chưa được trục vớt. 3. Amelia Earhart mất tích mãi mãi. Phi công người Mỹ mất tích trong chuyến bay vòng quanh thế giới năm 1937. Amelia Earhart có lẽ là nữ phi công nổi tiếng nhất trong lịch sử. Cô đã lọt vào trí tưởng tượng của công chúng Mỹ khi Earhart trở thành người thứ hai sau Charles Lindbergh bay một mình qua đại dương. Trên đỉnh cao danh vọng, Earhart biến mất. Cô mất tích vào năm 1937 trong một chuyến bay đi vòng quanh thế giới. Sự biến mất của cô là một trong những bí ẩn của thế kỷ 20, một trong những chủ đề của một cuốn sách và bộ phim. Một phi công phá kỷ lục, người đã làm việc vì sự tiến bộ của phụ nữ trong ngành hàng không, Earhart được cho là đã biến mất ở đâu đó trên Thái Bình Dương. Đã có một số thuyết âm mưu cũng như nhiều báo cáo về các vụ nhìn thấy. Tất cả chúng đều không mang lại kết quả gì. Cô chính thức được tuyên bố mất tích trên biển. Xác máy bay chưa bao giờ được tìm thấy, nhưng nữ phi công vẫn tiếp tục sống trong ký ức của công chúng. Người ta đã viết nhiều về Earhart và các chuyến bay một mình của cô qua Đại Tây Dương, từ Hawaii đến đất liền Mỹ và xuyên qua nước Mỹ, từ California đến New Jersey. Những bí ẩn về sự biến mất của Earhart vẫn chưa được giải đáp. Trong 15 năm qua, một số cuộc thám hiểm đã lùng sục khắp đáy đại dương quanh đảo Holland nên máy bay của Earhart mất liên lạc, nhưng máy bay vẫn chưa được tìm thấy. 4. Câu chuyện thương tâm của MV Kairari. Con tàu Kerala mất tích không dấu vết vào năm 1979. Đó là một thảm họa ngay từ đầu. Radar của con tàu không hoạt động, thời tiết xấu hoành hành và hàng hóa bị dư thừa. Nhưng con tàu chở hàng MV Kairali do tập đoàn vận tải biển Kerala đưa đến từ Na Uy đã đến vùng biển này vào ngày 1 tháng 7 năm 1979. Con tàu vì hàng tấn quặng sắt do Joseph làm thuyền trưởng cùng với 48 thuyền viên khác. Hải trình của tàu Kairali là đến Đức qua Djibouti. Đài phát thanh Bombay là phương tiện liên lạc chính thức duy nhất với MV Kairali. Tin nhắn cứ bay đi bay lại trong vài ngày đầu tiên sau khi con tàu ra khơi. Tất cả dường như là tốt. Tuy nhiên, vào ngày 3 tháng 7 năm 1979, khoảng 8 giờ tối, một tin nhắn từ tàu được phát đi và sau đó là sự im lặng tuyệt đối, không có thêm thông tin liên lạc nào từ con tàu. Các quan chức ở Djibouti, nơi con tàu sẽ ghé cảng đầu tiên để tiếp nhiên liệu, không hề nhìn thấy cũng như nghe thấy bất cứ điều gì từ 49 người trên tàu. Dù hơi muộn, nhưng Hải quân Ấn Độ đã vào cuộc với nhiệm vụ tìm kiếm và cứu nạn, nhưng vô ích. Có rất nhiều suy đoán, con tàu có thể gặp thời tiết xấu và bị vỡ thành nhiều mảnh. Cướp biển có thể đã cướp và trong quá trình này đã vô tình phá hủy con tàu. 5. Không tặc DB Cooper. Vụ cướp chuyến bay 305 của hãng hàng không Phương Đông Tây Bắc là vụ vi phạm bản quyền hàng không duy nhất chưa được giải quyết trong ngành hàng không thương mại. DB Cooper chỉ là cái tên mà giới truyền thông đặt cho một người đàn ông đã đột nhập vào chiếc máy bay Boeing 727 ở Mỹ vào ngày 24 tháng 11 năm 1971. Người này đã dùng tiền giả Dan Cooper để mua vé lên máy bay. Sau đó, ông ta trốn thoát dù sau khi giành được 200.000 USD tiền chuộc mà không bao giờ bị truy tìm. Vụ việc xảy ra trên không phận Mỹ giữa Portland ở Oregon và Sydney, một phần của khoản tiền chuộc $5,880 được tìm thấy trên bờ sông Columbia vào năm 1980 ngay lập tức làm dấy lên sự quan tâm đến vụ án. Người đàn ông không có nét gì đặc biệt này, ở độ tuổi 40, đã lên chuyến bay 305 của hãng hàng không Phương Đông Tây Bắc
Vào ngày 24 tháng 11 từ Portland, ông ta được những người chứng kiến miêu tả lại là mặc bộ vest công sở với cà vạt đen và sơ mi trắng. Khi máy bay cất cánh, ông ta đưa cho một tiếp viên một mảnh giấy ghi rằng ông ta có một quả bom trong tay. Ông ta mở chiếc cặp và cho cô xem một cục pin, những chiếc que màu đỏ và một số sợi dây. Yêu cầu của ông ta là 200.000 đô la có thể thương lượng, 4 chiếc dù và một xe tải chở nhiên liệu chờ sẵn ở Sydney khi máy bay hạ cánh. Trên chuyến bay lúc đó có 35 hành khách khác. Máy bay bay vòng quanh Puget Sound trong khoảng 2 giờ trong khi các đặc vụ FBI cố gắng sắp xếp các yêu cầu của kẻ tấn công. Họ sắp xếp 200.000 đô la và trăm đến tờ 20 đô la với những chiếc dù mà ông ta yêu cầu. Tuy nhiên, Copper từ chối những chiếc dù của quân đội và yêu cầu những chiếc dù dân sự. Máy bay hạ cánh xuống sân bay Sydney Tacoma và tiền chuộc được giao. Sau đó, Copper cho phép hành khách rời khỏi máy bay. Sau đó, máy bay cất cánh theo chỉ dẫn của ông ta đến thành phố Mexico và một nơi nào đó giữa Sydney và Reno. Các nhà điều tra cho biết, sau 8 giờ tối, tên không tặc đã nhảy ra khỏi phía sau máy bay với một chiếc dù và tiền chuộc. Các phi công đã hạ cánh an toàn, nhưng Copper đã biến mất không dấu vết và số phận của hắn ta vẫn là một bí ẩn cho đến ngày nay. Quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh Tiền Đề Lịch Sử. Nếu thấy số này hay, đừng quên bấm like, share để lan tỏa thông tin ý nghĩa này. Và nhớ subscribe kênh Tiền Đề Lịch Sử để nhận thêm nhiều thông tin lịch sử bổ ích. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!